Sếp lớn xác nhận Man United nổ bom tấn đắt giá nhất mùa hè. Ronaldo có thể rời MU quay trở lại Sporting Lisbon. Bốc thăm Europa League 2022-2023, Man United vào bảng đấu dễ thở. Newcastle công bố tân binh đắt nhất lịch sử của câu lạc bộ. Sếp lớn xác nhận Man United nổ bom tấn đắt giá nhất mùa hè. Quỷ đỏ nhiều khả năng nổ bom tấn đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Bốn tân binh gồm trung vệ Lisandro Martinez, hậu vệ Thore Malaysia và bộ đôi tiền vệ Christian Eriksen, Casemiro là chưa đủ đối với Man United. Trong nỗ lực vực dậy đội bóng, huấn luyện viên trưởng Ten Hag muốn ban lãnh đạo tiếp tục móc hầu bao. Thậm chí theo giờ tham, đội chủ sân Old Trafford có thể mang về thêm 3 tân binh trước khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 khép lại. Ưu tiên của Quỷ đỏ vào thời điểm này chính là nâng cấp hàng công. Man United tự tin có thể chiêu mộ thành công Antony, cầu thủ người Brazil khao khát muốn gia nhập Man United. Theo Telegraph, Man đỏ đã gửi lời đề nghị trị giá 90 triệu euro và đang chờ đợi một câu trả lời phía Ajax. Nguồn tin cũng cho biết người đại diện của Antony bắt đầu tìm nhà tại Manchester. Anh đã nói thẳng với lãnh đạo của Ajax rằng phong độ của anh có thể bị ảnh hưởng đáng kể nếu như bị từ chối cơ hội tái hợp với Ten Hag vào mùa hè năm nay. Antony cũng đã đồng ý các điều khoản cá nhân với United trong một hợp đồng kéo dài đến năm 2027. Tất cả những gì còn lại là chờ Quỷ đỏ giải quyết mức phí chuyển nhượng. Ngày càng có nhiều khả năng họ sẽ chiêu mộ thành công Antony trong mùa hè năm nay. Cụ thể trong một video clip được chia sẻ trên mạng xã hội, giám đốc điều hành Richard Arnold bị bắt gặp trước máy quay khi mà ông chuẩn bị bước lên xe rời Old Trafford. Với nhiều cổ động viên hét lên những câu hỏi về tình hình của Quỷ đỏ. Khi mà một người hâm mộ liên tục hỏi liệu câu lạc bộ có ký hợp đồng với Antony hay không, Arnold đưa ra một cái gật đầu tinh tế ngay trước khi bước vào xe, khiến cho người hâm mộ trở nên điên cuồng. Như vậy là Arnold ngầm xác nhận Man United sẽ sớm chiêu mộ thành công Antony. Ronaldo có thể rời Man United để trở lại Sporting Lisbon. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ấp ủ dự định chia tay Man đỏ từ lâu và nguyện vọng của anh đã sắp trở thành hiện thực. Tương lai của Cristiano Ronaldo đã trở thành chủ đề được bàn tán trong xuyên suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải đầu tiên quay lại khoác áo Man United, tuy nhiên chân sút người Bồ Đào Nha không cảm thấy hài lòng khi mà đội nhà đánh mất cơ hội dự Champions League. Chính vì vậy, Ronaldo đã thúc giục người đại diện Roger Mendes tìm kiếm cho mình một bến đỗ phù hợp hơn. Mendes tỏ ra rất tích cực trong việc giới thiệu thân chủ đến các đội bóng mới, nhưng khoản thù lao khủng của Cristiano Ronaldo đã trở thành rào cản khiến cho anh vẫn chưa thể khăn gói rời nơi đây. Từng có những đồn đoán về việc Ronaldo gia nhập Borussia Dortmund, nhưng người đứng đầu câu lạc bộ này cũng đã sớm dập tắt tin đồn. Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ cốt Upside, với những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng siêu cò Mendes cũng đã giúp thân chủ tìm thấy được bến đỗ mới. Cụ thể, nhật báo trên cho hay Ronaldo sắp gia nhập Sporting Lisbon bởi thỏa thuận giữa đôi bên đã hoàn tất 99%. Hơn thế nữa, Sporting đã chuẩn bị để chào đón Ronaldo trong nhiều tuần và họ đang rất mong chờ khoảnh khắc siêu sao 37 tuổi trở về mái nhà xưa. Sau buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League, đại diện Bồ Đào Nha rơi vào bảng D cùng với Frankfurt, Tottenham và Marseille. Bốc thăm Europa League 2022-2023, Man United vào bảng đấu dễ thở. Lá thăm may rủi đưa MU vào bảng E Europa League 2022-2023 cùng với Real Sociedad, Serif và Omonoya. Vào buổi chiều ngày 26 tháng 8, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tiến hành bốc thăm chia bảng Europa League 2022-2023 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Do phải xuống chơi tại Europa League nên MU trở thành đội bóng nhận được nhiều sự chú ý nhất tại sân chơi hạng 2 của châu Âu này. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên trưởng Ten Hag nằm ở bảng E cùng với Real Sociedad, Serif và Omonoya. Đây là bảng đấu tương đối dễ thở cho Man United. Đầu tiên với cái tên đáng chú ý nhất là Real Sociedad, Quỷ đỏ bất bại trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất và không nhận bất cứ một bàn thua nào. Lần gần nhất chạm trán Sociedad tại vòng 1/16 Europa League 2020-2021. MU hạ đối thủ này 4-0 ở lượt đi và hòa không đều ở lượt về. Trước đó, tại vòng bảng Champions League 2013-2014, Man đỏ thắng Sociedad 1-0 ở lượt đi và hòa không đều ở trận tái đấu. Trong khi đó, Serif từng gây sốt khi hạ Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu ở vòng đấu bảng Champions League 2021-2022. Thế nhưng đội bóng này đã sa sút nhiều từ thời điểm đó. Cái tên còn lại, Omonoya đến từ đảo Sip cũng hoàn toàn không phải thách thức với thầy trò huấn luyện viên Ten Hag. Một đại diện bóng đá Anh khác là Arsenal rơi vào bảng A cùng với PSV, Bodo Glimt và Zurich. Đương kim vô địch giải là AS Roma của huấn luyện viên Mourinho nằm ở bảng C với Ludogorets, Betis và Hajduk.
Vòng bảng Europa League 2022-2023 khởi tranh từ ngày 8 tháng 9 và kết thúc sớm vào ngày 3 tháng 11 để nhường sân cho World Cup 2022. Newcastle công bố tân binh đắt giá nhất lịch sử của câu lạc bộ. Alexander Isak hoàn tất thủ tục gia nhập Newcastle United Real Sociedad với mức phí chuyển nhượng có thể lên đến 70 triệu euro, khoảng 60 triệu bảng. Vào buổi tối ngày 26 tháng 8 theo giờ Hà Nội, đội chủ sân St. James Park công bố thương vụ Isak. Tiền đạo người Thụy Điển được cho là đã ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với Trích Tuệ. Đến tháng 6 năm 2028, anh sẽ mặc áo số 14 tại câu lạc bộ mới. BBC cho biết là Newcastle trả khoảng 65 triệu euro tiền phí ban đầu cho câu lạc bộ Real Sociedad. Con số cuối cùng có thể tăng lên mức 70 triệu euro dựa vào số tiền ra sân và thành tích của cầu thủ. Tôi rất vui khi mà thương vụ đã hoàn thành, tiền đạo 22 tuổi nói trong ngày ra mắt Newcastle. Đây là một quyết định lớn đối với tôi, nhưng tôi thực sự hài lòng với những gì mà mình đã chọn. Newcastle là một câu lạc bộ giàu lịch sử với những người hâm mộ tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng muốn chơi cho đội bóng này. Huấn luyện viên trưởng Newcastle Eddie Howard cho biết, tôi rất vui mừng khi mà Alexander chọn gia nhập chúng tôi. Cậu ấy là một tài năng xuất chúng và có khả năng đóng góp nhiều cho đội bóng. Cậu ấy có kỹ thuật rất tốt và đang ở độ tuổi tuyệt vời để phát triển cùng câu lạc bộ này. Chính thức gia người Anh cũng khẳng định sự ủng hộ của các ông chủ từ Saudi Arabia là nhân tố quan trọng giúp cho thương vụ Isak được hoàn tất. Tôi muốn cảm ơn chủ sở hữu của câu lạc bộ và ban chuyển nhượng đội bóng đã đưa Alexander đến Newcastle, Howard tiết lộ. Tất cả chúng tôi đều vui mừng khi mà cậu ấy trong đội hình trước Isak. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của Trích Tuệ là tiền đạo Joelinton từ Hoffenheim với giá 44 triệu euro. Mũi nhọn người Thụy Điển cũng trở thành bản hợp đồng thứ tư của Trích Tuệ trong mùa hè 2022 sau Matt Target, Nick Pope và Steven Botman. Dù là mua sắm không nhiều, Newcastle vẫn có khởi đầu mùa giải 2022-2023 đầy ấn tượng. Họ bất bại sau 3 vòng ngoại hạng Anh với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Cuối tuần trước tại vòng 3 của Premier League, Trích Tuệ cầm hòa Man City với tỷ số 3 đều. Họ cũng vừa giành quyền vào vòng thứ 3 League Cup mùa này sau khi đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1. Bốc thăm Europa League 2022-2023, Man United vào bảng đấu dễ thở. Lá thăm may rủi đưa MU vào bảng E Europa League 2022-2023 cùng với Real Sociedad, Serif và Omonoya. Vào buổi chiều ngày 26 tháng 8, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tiến hành bốc thăm chiếc bảng Europa League 2022-2023 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Do phải xuống chơi tại Europa League nên MU trở thành đội bóng nhận được nhiều sự chú ý nhất tại sân chơi hạng 2 của châu Âu này. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên trưởng Ten Hag nằm ở bảng E cùng với Real Sociedad, Serif và Omonoya. Đây là bảng đấu tương đối dễ thở cho Man United. Đầu tiên với cái tên đáng chú ý nhất là Real Sociedad, Quỷ Đỏ bất bại trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất và không nhận bất cứ một bàn thua nào. Lần gần nhất chạm trán Sociedad tại vòng 1/16 Europa League 2020-2021. MU hạ đối thủ này 4-0 ở lượt đi và hòa không đều ở lượt về. Trước đó, tại vòng bảng Champions League 2013-2014, Man Đỏ thắng Sociedad 1-0 ở lượt đi và hòa không đều ở trận tái đấu. Trong khi đó, Serif từng gây sốt khi hạ Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu ở vòng đấu bảng Champions League 2021-2022. Thế nhưng đội bóng này đã sa sút nhiều từ thời điểm đó. Cái tên còn lại, Omonoya đến từ đảo Sip, cũng hoàn toàn không phải thách thức với thầy trò huấn luyện viên Ten Hag. Một đại diện bóng đá Anh khác là Arsenal rơi vào bảng A cùng với PSV, Bodo Glimt và Zurich. Đương kim vô địch giải là AS Roma của huấn luyện viên Mourinho nằm ở bảng C với Lodogores, Betis và HJK. Và bảng Europa League 2022-2023 khởi tranh từ ngày 8 tháng 9 và kết thúc sớm vào ngày 3 tháng 11 để nhường sân cho World Cup 2022.